비추고 Đôi khi chúng ta vẫn thường tìm thấy những thứ thú vị trong những hoàn cảnh không ai ngờ đến. Người đàn ông trong câu chuyện này khi đang xây hầm rượu mới cho ông chủ của mình đã phát hiện ra điều ngạc nhiên. Để tránh lãng phí, gia đình này quyết định sử dụng những viên gạch cũ từ công trình trước đó. Nhưng họ không thể ngờ rằng đống gạch cũ ấy lại mang đến điều bất ngờ cho tất cả mọi người. Khi hầm rượu gần hoàn thiện, người đàn ông phát hiện những ký hiệu kỳ lạ trông như những dấu ấn có chủ đích trên những viên gạch cũ. Vì quá tò mò trước những ký hiệu lạ thường, người đàn ông đã gõ các ký tự trên viên gạch lên mạng Internet và kết quả hiển thị khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Những viên gạch là sản phẩm của một nhà máy chuyên sản xuất gạch ở Illinois. Công ty này đã ngừng hoạt động từ năm 1938 sau 38 năm hoạt động. Kèm theo những gì anh tìm được là một đoạn miêu tả sản phẩm rất rõ ràng cũng như giải thích về logo dùng để đánh dấu số lô trên viên gạch. Tôi chỉ quá tò mò về những ký hiệu trên viên gạch và tự hỏi chúng từ đâu ra. Thật ấn tượng khi nhìn thấy như thể hầm rượu ở đảo Vancouver, Canada như thế này. Anh chia sẻ trên trang Imager sau khi đăng tải ảnh về sự việc. Ngạc nhiên hơn nữa, khi thi công, người đàn ông còn vô tình làm rơi một viên gạch và bên trong nó có một chiếc chìa khóa nhỏ. Một ngày nọ, tôi đến lấy gạch và phát hiện chiếc chìa khóa bên trong viên gạch bị vỡ đôi. Thật là thú vị, nó khiến tôi có cảm giác như sắp dấn thân vào một cuộc tìm kiếm kho báu mới vậy. Anh nói đùa. Những viên gạch đã quá cũ để tìm hiểu xem tại sao lại có chiếc chìa khóa bị giấu bên trong như vậy. Nhưng biết đâu, một ngày, người đàn ông lại phát hiện ra những điều thú vị khác nữa từ chiếc chìa khóa ấy một cách tình cờ như anh đã tìm thấy nguồn gốc của những ký tự kia. Ngôi làng của những chú cáo may mắn. Ngôi làng cáo này thuộc quận Miyagi của Nhật Bản, nơi đây là nhà của hơn 100 chú cáo thuộc 6 loài khác nhau, đặc biệt là chúng đi lại rất tự do trong một khu rừng rộng lớn. Người đến thăm làng chỉ cần bỏ ra khoảng 4 euro, hơn 90.000 đồng để vào cửa và có thể trải nghiệm cảm giác cho chúng ăn. Ở Nhật, người ta tin rằng cáo mang nguồn sức mạnh thần bí và có thể đem đến may mắn cho mọi người. Vì vậy, cáo được người dân nơi đây rất mực yêu thương và quý mến như bạn bè thân thiết. Đảo Okunishima, hòn đảo của những chú thỏ đáng yêu. Đảo thỏ, hay thường được biết đến là Okunishima, là một hòn đảo nhỏ ngoài bờ biển của quận Hiroshima. Nơi đây là nơi ở và vui đùa của hàng trăm chú thỏ hoang dã nhưng thân thiện, dễ thương. Chúng thường tiếp cận với con người theo từng nhóm lớn và rất hăng hái pha trò để được thưởng đồ ăn. Nhiều người cũng không rõ những chú thỏ này đến từ đâu, nhưng vào khoảng năm 1930-1945, đây là vùng đất thường diễn ra những cuộc thử nghiệm y học, mà trong đó thỏ là đối tượng được đem lên bàn thí nghiệm. Hòn đảo của hàng triệu chú cua đỏ rực. Người ta ước tính rằng có hàng triệu chú cua sống ở trên đảo Christmas, nhất là vào mùa sinh sản. Vào mùa này, chính phủ thậm chí có lệnh cấm lưu thông một số tuyến đường trên đảo để bảo vệ tính mạng của những chú cua. Tuy nhiên, vẫn có không ít tai nạn xảy ra trên đường ray xe lửa và làm chết không ít chú cua vô tội. Hồ của những nàng sứa xinh đẹp và cao quý. Tọa lạc tại đảo Ilomelec ở Palau, hồ sứa là nơi trú ngụ của hàng triệu con sứa vàng. Được biết, hàng nghìn năm trước đây, hồ này là cửa thoát nước dẫn ra đại dương. Nhưng từ khi mực nước biển giảm xuống, những nàng sứa bị tách ra và dần dần sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Sau nhiều năm, những con sứa này không còn những bộ phận có thể làm đau, làm ngứa nữa. Hơn nữa, tại hồ này không có sự xuất hiện của những loài động vật ăn thịt khác nên rất an toàn cho du khách, thợ lặn có cơ hội đắm chìm trong thế giới của những nàng sứa xinh đẹp và lấp lánh. Vương quốc mèo. Trên đảo Tashirojima ở Nhật Bản, có hàng trăm chú mèo sinh sống cùng với người dân bản địa. Dân địa phương thường cho chúng ăn và xem chúng như một biểu tượng may mắn trong làng.
Những chú mèo này cũng rất tháo vát trong chuyện đồng án khi chúng giúp người dân bắt những con chuột phá phách chuyên đi ăn trộm hoa màu. Hòn đảo của những chú ngựa hoang dã. Một hòn đảo Assateague ở bờ biển của nước Mỹ là nơi sinh sống của hơn 300 chú ngựa hoang dã. Những chú ngựa này được cho là đã tự tìm đến hòn đảo này sau một nạn đắm tàu. Nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chú ngựa nơi đây, bạn có thể chèo thuyền kayak dọc theo đường bờ biển của hòn đảo. Khu rừng của những chú khỉ tinh khôn. Khu rừng này ở Ubud, Bali là chỗ ở của hơn 600 chú khỉ. Du khách có thể đến đây tham quan, nhìn ngắm và giao lưu với chúng. Khỉ ở đây rất hoạt bát và tinh ranh, vì vậy có không ít du khách đã bị khỉ ở đây cắn yêu như một dấu ấn. Tôi đã từng du lịch ở đảo khỉ Ubud vậy. Những chú lợn có tài bơi lội siêu giỏi. Tại một hòn đảo không có người sinh sống, ở vùng Isuma, Bahama, lợn rừng thoải mái tắm mình trong dòng nước xanh trong mát mẻ. Khách du lịch có thể đến đây bằng tàu, cho lợn ăn và chơi đùa với chúng. Theo một truyền thuyết, những chú lợn này bị bỏ rơi bởi những thủy thủ. Và cho đến nay, hòn đảo này vẫn thuộc về những chú lợn yêu tự do. Đảo Nai. Tọa lạc ở phía đông của Honshu, Nara là hòn đảo lớn nhất ở Nhật Bản. Nara cũng là nơi sinh sống của hơn 1.200 con nai. Những chú nai này được người dân địa phương xem là con vật mang ý nghĩa thiêng liêng. Du khách có thể mua thức ăn chuyên biệt và trải nghiệm cảm giác cho những chú nai đáng yêu ăn. Quanh năm, có rất nhiều đàn nai thường đi lang thang xung quanh hòn đảo. Nó tạo cho du khách cảm giác như lạc vào bên trong một khu rừng hoang dã thực sự. Vịnh gấu Bắc Cực. Canada là quê hương của 2/3 số gấu Bắc Cực trên thế giới. Phần lớn trong số đó tập trung tại vịnh Hudson ở Churchill, Manitoba. Du khách có thể tiếp cận những chú gấu mập mạp đáng yêu này trong cự ly gần bằng một phương tiện chuyên dụng như thế này. Thủ đô của gấu Bắc Cực là tên gọi khác của vùng đất Churchill. Điều này chứng tỏ số lượng đông đảo của loài gấu Bắc Cực tại nơi đây. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia môi trường cho rằng biến đổi khí hậu làm cho số lượng gấu nơi đây bị đe dọa tuyệt chủng trong vài thập niên tới. Bộ tộc gà. Đảo lâu đời nhất của quần đảo Hawaii, Kauai, là nơi sinh sống của hàng nghìn con gà. Tuy là gà hoang dã, nhưng chúng lại không có bản năng săn mồi tự nhiên như nhiều loài khác. Chúng vẫn có nét giống như những chú gà nuôi khác. Thức ăn tại vùng xa xôi hẻo lánh này của chúng là những con rết. Tuy nhiên, nguồn gốc của những chú gà này hiện vẫn còn là một bí ẩn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin
xin chào và hẹn gặp lại.